Hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận Capro ngày hôm nay. Hôm nay là chiều ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 4 giờ chiều các bạn. Ở Việt Nam nó là bước qua là ngày chủ nhật rồi thì hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Hôm nay đó, thì chủ yếu Thường cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ nhiều tin tức lớn với các bạn. Tuy là cuối tuần nên mà chúng ta cũng có rất nhiều những thông tin từ hôm qua cho tới, tới bây giờ. Chúng ta sẽ nói tới những thông tin như là liên quan đến việc là Moody đang tính tới chuyện là giảm cái xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ. Chuyện này là như thế nào các bạn và các bạn cần nên hiểu những thông tin gì thôi như chia sẻ với các bạn ở đầu video chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những thông tin liên quan đến thị trường crypto liên quan đến sự sôi động của những altcoin các bạn và đặc biệt hơn chúng ta sẽ nói tới một số những cái thông tin liên quan đến cái sự chấp thuận crypto trong thế giới tài chính chúng ta cũng đã nói tới là crypto đang ngày càng trở thành một phần trong thế giới tài chính nhưng mà năm nay đó và thường nghĩ là những năm sau này nó ngày càng rõ ràng hơn các bạn những thông tin liên quan đến việc là crypto.com đã có thể vào được diễn đàn kinh tế thế giới chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin liên quan đến ubs chúng ta cũng sẽ nói tới một cái thông tin liên quan đến việc là sàn ftx đã đệ đơn để mà kiện sàn bybit lấy lại một tỷ đô la thì tại sao tôi sẽ nói trong video này thì ngày hôm nay là cuối tuần đó đương nhiên chứng khoán sẽ không mở cửa nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là kết thúc ngày hôm qua đó hôm qua thường bận cho nên không làm video nhưng mà các bạn thấy kết thúc đó thị trường chứng khoán rất là xanh đã xanh trở lại rồi các bạn chúng ta có chỉ số Nasdaq đã tăng hơn 2% chúng ta có chỉ số S&P 500 kết thúc ngày hôm qua tăng 1.56% và Dow Jones tăng 1.11% các bạn và phần lớn đó là tại vì cho dù là Fed có giọng điều nhiều hâu như thế nào đi nữa đó chúng ta vẫn thấy được là thị trường tài chính vẫn nghĩ là chúng ta sẽ không có thêm bất cứ một đợt tăng lãi suất nào nữa phần lớn đó các bạn thấy là đối với là chỉ số CME bây giờ vẫn là hơn 90% các bạn 90.9% nghĩ là Fed đã xong rồi Cho dù là Chủ tịch John Powell có nhiều hâu cỡ nào đi nữa đó Thì cái đó là cái mà ông muốn thể hiện cho mọi người thấy mà thôi Chứ còn trên căn bản không thể tiếp tục tăng lãi suất nữa Tình hình nền kinh tế đó mọi người đều biết Và Chủ tịch John Powell cũng biết là không lạc quan như là Fed đã chia sẻ trong cái bài phát biểu cách đây vài ngày và chúng ta nhìn thấy được là chỉ có 9.1% nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25 mà thôi và nói chung đó thì cái kỳ vọng của thị trường cũng không có thay đổi sau bài phát biểu đó. Tuy là các bạn đã thấy là ngày thứ năm đó sau khi có bài phát biểu thì chúng ta đã thấy chứng khoán Hoa Kỳ đó là một màu, màu đỏ nhưng mà ngày hôm sau đó đã tăng ngược trở lại các bạn và tăng còn nhiều hơn nữa. Tóm lại đó là những nhà đầu tư chứng khoán nói là nè cho dù là ông nói như vậy nhưng mà ông sẽ không có làm như vậy đâu đó chính là kỳ vọng của thị trường hiện tại Hợp đồng của dầu đó thì kết thúc à, tuần nhiều qua ở mức là 77 đô 35 cent các bạn. Nói chung đó là cái mức này là mức mà chúng ta đã từng nói tới nhiều lần. Đây là một mức mà chúng ta cho là ổn định các bạn và đương nhiên nếu chúng ta tiếp tục muốn phần trăm lạm phát được quản lý ở Hoa Kỳ thì chúng ta muốn thấy giá dầu tiếp tục được ổn định ở mức là từ 70 tới 80 đô và bây giờ điều đó vẫn là sự thật các bạn. Hợp đồng của vàng thì sao? Đáng tiếc đó chúng ta nhìn thấy được là chứng khoán tăng, crypto cũng tăng nhưng mà hợp đồng của vàng tiếp tục giảm xuống các bạn. Bây giờ là mức là 1940 42 đô cho một ounce vàng. Và đương nhiên commodity market tại bây giờ là cuối tuần. Thì chúng ta ngoại trừ cái thông tin liên quan đến Fed và lãi suất đó chúng ta cũng có một cái thông tin khác nữa được chia sẻ rất là nhiều. Từ tối ngày hôm qua cho tới bây giờ các bạn đó chính là cái thông tin liên quan tới Moody mà thường chia sẻ trên màn hình. Thì Thuận đã thấy có rất nhiều những cái nguồn chia sẻ về dịch vụ đánh giá đầu tư của Moody đã hạ chuyển vọng xếp hạng của Hoa Kỳ từ ổn định xuống tiêu cực vì lý do là có nguy cơ đối với tài chính quốc gia do lãi suất tăng cao. Thuận thấy là có rất nhiều nguồn đăng tin này mà không có giải thích rõ các bạn dẫn đến nhiều sự hiểu lầm. Nhiều người nói là trái phiếu Hoa Kỳ đã bị giảm xếp hạng từ Moody. Có người nói là à, chính phủ Hoa Kỳ sắp sửa vỡ nợ vân vân. Thật ra đây là những gì các bạn cần biết liên quan đến thông tin này trái phiếu của chính phủ mỹ đó thì cũng giống như là bất kỳ quốc gia nào khác được các cơ quan như là moody và fitch đánh giá các bạn đây những cơ quan mà họ sẽ đánh giá xem coi là công trái phiếu của hoa kỳ công trái phiếu của trung quốc công trái phiếu của canada thì có điểm tín dụng bao nhiêu và đương nhiên lãi suất mà một quốc gia phải trả khi mà vay mượn đó là dựa theo cái mức xếp hạng mức xếp hạng càng cao thì lãi suất quốc gia đó phải trả khi mà vay mượn nghĩa là phát hành công trái phiếu đó càng thấp thì hiện tại đó các bạn sẽ thấy được là xếp hạng tín dụng của mỹ đối với moody là AAA, a ba chữ a các bạn như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình moody đang xếp hạng đây là công trái phiếu của hoa kỳ united states credit rating là ba chữ a hiện tại thì khi mà các bạn xem cái danh sách xếp hạng của moody đó là các bạn sẽ nhìn thấy được là ba chữ A là xếp hạng cao nhất. Có nghĩa là gì các bạn? Nghĩa là ngay bây giờ đó đối với Moody thì công trái phiếu Hoa Kỳ vẫn là an toàn nhất ở trên thế giới hiện tại. Nhưng mà cái thông tin mới này đó cũng không thay đổi cái bảng xếp hạng này các bạn. Điều này chỉ có nghĩa là Moody đang xem xét lại xếp hạng để xác định liệu là AAA vẫn phù hợp đối với là trái phiếu chính phủ Mỹ trong bối cảnh lãi suất tăng cao và mối đe dọa về việc chính phủ đóng cửa do tranh cãi về chi tiêu quốc gia giữa hai đảng thì chi tiết hơn đó chúng ta cũng đã thấy là có một cái thông tin được chia sẻ hồi sáng này và thuận cũng mới biết luôn các bạn thuận tưởng đâu là chúng ta phải đợi tới qua năm thì mới nói tới cái chuyện liên quan đến chi tiêu quốc gia tại vì các bạn đã nhớ là cách đây cũng vài tháng cũng đã nói tới chi tiêu quốc gia rồi chúng ta cũng đã nói tới việc là có nguy cơ chính phủ hoa kỳ phải ngưng hoạt động một thời gian nếu như mà cái chính sách đâu không được thông qua giữa hai đảng về chi tiêu nhưng mà thùng mới đọc bài viết hồi sáng này đó, thì lại một lần nữa chúng ta lại có nguy cơ là chính phủ hoa kỳ uh, sẽ tạm ngưng hoạt động nếu như mà trong vòng một tuần đó, hai đảng không có kế hoạch để cho thông qua một cái dự luật hay là cho thông qua thêm một cái danh sách chi tiêu tạm thời để kéo dài cái tình hình này thì đây là cái điều mà Moody đi nói mới đây các bạn nhưng mà chúng ta cũng đã nghe khá nhiều về việc là chính phủ Hoa Kỳ sắp sửa đóng cửa hay là tạm ngưng đóng cửa cái này là cái mà chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều trong vòng cái năm qua các bạn lý do tại sao là tại vì chúng ta vẫn chưa có một cái danh sách chi tiêu quốc gia chính thức được thông qua cho nên mỗi lần mà đến cái kỳ hạn đó thì chúng ta lại nghe thông tin là nếu như mà không có danh sách chi tiêu được thông qua thì đương nhiên không có tiền để mà trả cho những người làm việc cho chính phủ thì như chính phủ phải tạm ngưng hoạt động các bạn và đó cũng là lý do tại sao mà cái đây vài tháng nay chúng ta đã nghe nói tới từ SCC họ nói là nếu như mà chính phủ thật sự là tạm ngưng hoạt động đó thì khoảng chừng là hơn 90 phần trăm nhân viên của họ cũng sẽ không có lương cho nên sẽ không có đi làm được dẫn đến việc là họ đã ra quyết định trì hoãn trước thời hạn cho những cái Bitcoin Spot ETF mà đến hạn phải trả lời trong tháng 11 này họ đã ra quyết định trì hoãn trước đó rồi và điều này đó thường cũng muốn nói thêm tại vì có một số bạn đã cũng xem cái danh sách những cái mốc thời gian đó thì hay hỏi thường là trong tháng 11 này chúng ta đã qua ngày 10 tháng 11 bây giờ tuần sau lại có một loạt những danh sách ETF thì có phải chúng ta sẽ biết thông tin từ SEC hay không thật ra SEC đã chia sẻ cái thông tin là họ sẽ trì hoãn cách đó cả tháng rồi các bạn cho nên chúng ta sẽ không nghe nói tới bất cứ thông tin nào ngay bây giờ đó thực ra chúng ta chỉ chờ đến cái thông tin là một là sẽ thông qua hai là sẽ không cho thông qua liên quan đến những đề xuất này mà thôi tại vì họ cũng không thể trì hoãn nhiều nữa các bạn cho đến tháng 1 ngày 10 đó thì họ phải ra quy định cuối cùng cho ARK Invest và chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều chỉ còn không tới 8 tuần nữa là sẽ đến ngày 10 tháng 1 các bạn và trở lại với cái thông tin đi thì Thuận không có quan tâm nhiều đến việc là chính phủ Hoa Kỳ tạm ngưng đâu các bạn chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều và bản thân Thuận cũng đã từng trải qua những cái thời điểm khi mà chính phủ Hoa Kỳ tạm ngưng nói chung đó thì mọi thứ vẫn hoạt động không có gì gọi là thay đổi nhiều nhiều so với thị trường tài chính hết các bạn chỉ là đối với một số người cần sử dụng dịch vụ của chính phủ đó thì gặp một chút xíu chi hoãn mà thôi và thường đã chia sẻ lúc đó đó là thuận có bán một căn nhà và cái người mua nhà của thuận đó thì không lấy ý tờ thuế được tại vì lúc đó sở thuế cũng tạm ngừng hoạt động các bạn dẫn đến là trì hoãn tới gần cả tháng nhưng mà cuối cùng đó thì mọi chuyện đâu cũng vào đó đó chính là thời của cựu tổng thống donald trump thì chúng ta cũng đã thấy được là cái thông tin từ Moody đó không như là nhiều bạn nói bây giờ đó thì Moody vẫn cho là công trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ là an toàn nhất hiện tại nhưng mà họ có thay đổi hay không đó thì hãy chờ xem coi sau khi họ xác định lại họ mới ra quyết định nhưng mà chúng ta cũng đã từng nói tới là có một cái cơ sở xếp hạng trước đây là Fitch các bạn Fitch hồi tháng 8 đó thì cũng đã ra quyết định là họ sẽ giảm cái điểm tín dụng của chính phủ Hoa Kỳ xuống các bạn đã nhớ lúc đó là chính phủ Hoa Kỳ đã công trái phiếu là ba chữ A tương tự như là Moody nhưng mà sau đó giảm xuống còn A cộng các bạn thì các bạn đã thấy trên màn hình ba chữ A là cao nhất của Fitch thì họ đã chuyển xuống một hạng chính là AAA thì coi như vẫn là tốt các bạn nhưng mà không tốt bằng AAA. Điều này nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là khi mà đi vay mượn đó thì lãi suất phải cao hơn một chút xíu cũng giống như là các bạn đi vay mượn ngân hàng khi mà các bạn có điểm tín dụng tốt đó thì các bạn có thể vay mượn được với mức lãi suất thấp nhất và tốt nhất có thể khi mà các bạn đi vay mượn mà cái lý lịch của các bạn không được tốt đó thì các bạn phải chịu lãi suất cao hơn quốc gia cũng như vậy các bạn quốc gia nào mà những nhà đầu tư cảm thấy an toàn thì họ sẽ mua công trái phiếu và chấp nhận phần trăm lãi suất thấp hơn thì chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi xem coi là Moody sẽ có quyết định gì cuối cùng. Nhưng mà cái này đó cũng liên quan tới lãi suất nữa các bạn. Lý do tại sao mà Moody đang muốn xem xét lại? Tại vì họ lo lắng là nếu như lãi suất cơ mức cao và tiếp tục tăng cao, có nghĩa là khi mà chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục bán công trái phiếu đó sẽ dẫn đến là phải bán với cái mức lãi suất cao hơn và khi mà lãi suất cao hơn như vậy đó thì hàng năm phải trả lãi cao hơn các bạn. Và đến một lúc nào đó đó thì cái tiền lãi phải trả hàng năm sẽ rất là cao và theo ước tính cứ tiếp tục như vậy thì tiền lãi của năm sau có thể là còn cao hơn cả chi tiêu cho quốc phòng nữa các bạn. Con số cực kỳ kinh khủng và đó cũng là một trong những yếu tố mà tại sao nhiều nhà đầu tư đó thông tin là Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất mãi, giảm lạm phát chỉ là một điều trong những gì mà Chủ tịch John Powell cần phải suy nghĩ đến mà thôi các bạn. Lúc nào thì Chủ tịch John Powell cũng nói là Fed chỉ có hai nhiệm vụ. Một là quản lý lạm phát. Hai, nó chính là quản lý phần trăm thất nghiệp các bạn. Cho nên lý thuyết là như vậy nhưng mà ở trong thực tế đó nó phức tạp hơn rất là nhiều. Khi mà tăng lãi suất đó dẫn đến rất là nhiều thứ mà Fed không thể ngờ đến được cho nên chúng ta mới có những sự kiện như là ngân hàng bị phá sản hồi tháng 3 hãy xem coi là chủ tịch john Powell sẽ có thể cứng rắn cho đến mức nào thị trường thì không nghĩ là ông sẽ có thể mãi tăng lãi suất và có thể chúng ta đã thấy đợt tăng lãi suất cuối cùng rồi cho dù là ông có nhiều hầu bao nhiêu đi nữa, người ta cũng không tin hiện tại các bạn. Cho nên chúng ta mới thấy là 90% nghĩ là sẽ không tăng lãi suất vào cuộc họp ngày 13 tháng 12 này. Chúng ta hãy chuyển qua nói tới crypto đi các bạn. Chúng ta sẽ thấy được là giá Bitcoin thì cũng không thay đổi các bạn, vẫn giữ cái mức cao trong năm nay đó chính là 37.000 đô và cả ngày hôm nay và ngày hôm qua nó chúng ta vẫn suy quanh cái mức là 37.000 đô. Bây giờ cũng như vậy các bạn, 37.026 và có rất nhiều những cái thông tin tích cực và có thể là chúng ta đã nghĩ đến Thật ra crypto đã là một phần của thị trường tài chính trong vòng mấy năm qua rồi Nhưng mà thường thấy được là cái từng lớp, cái level đó mà crypto trở thành một phần của thị trường tài chính Nó càng ngày càng cao hơn các bạn Thường chia sẻ một số những cái thông tin ở bật trong video này để các bạn hiểu rõ hơn Nhưng mà chúng ta thấy được là ở mức giá hiện tại đó Thì tổng số vốn hóa của Bitcoin Thì ông refresh cái trang này lại là Coin Companies Market Cap các bạn Là 724 tỷ Thì ở mức 724 tỷ này đó, Bitcoin là tài sản xếp hạng đáng giá thứ 11 trên thế giới các bạn. Và đương nhiên tài sản mà đáng giá nhất trên thế giới đó chính là vàng ở mức là 12.8 nghìn tỷ. Và nếu như mà các bạn là một fan thật sự của Bitcoin thì các bạn có lòng tin Bitcoin là vàng 2.0 và không có lý do gì vàng 2.0 lại không thể có cái tổng số vốn hóa ngang với vàng hoặc là còn cao hơn cả vàng nhưng mà chúng ta sẽ đi từng bước một các bạn từng bước một bitcoin sẽ từ từ đi vào top 10 rồi từng bước từng bước leo lên các bạn chúng ta đã nhìn thấy được là ngay bây giờ đó thì bitcoin vốn hóa đã cao hơn cả tesla eli lilly công ty visa tsmc united healthcare novo nordisk walmart và jp morgan chase các bạn thấy được là Bitcoin bây giờ đó ngay sau lưng Berkshire Hathaway là 762 tỷ các bạn sẽ nhanh chóng thôi Bitcoin sẽ qua mặt Berkshire Hathaway của Warren Buffett và qua mặt Meta Nvidia và cứ tiếp tục tiến tới các bạn. Và những bài nào còn nhớ đó thì trong đợt tăng trưởng năm 2021, Bitcoin đã qua mặt luôn cả bạc các bạn. Đó là Bitcoin còn về Ethereum đó thì Ether bây giờ á, xếp hạng bên dưới này các bạn là thứ 39 ở mức là 246 tỷ thì Ethereum bây giờ xếp hạng tổng số vốn hóa đã cao hơn Coca-Cola, AV, L'Oreal International Holding Company và Pepsi và cao hơn cả ngân hàng Bank of America các bạn chỉ đứng sau lưng Toyota hiện tại mà thôi. Nếu như mà một tài sản tổng số vốn hóa có thể lên tới là 724 tỷ xếp hạng thứ 11 của tài sản đáng giá nhất trên thế giới mà không đáng quan tâm như là nhiều người mà họ không thích Bitcoin các bạn thì thường thực sự không biết cái gì mới đáng quan tâm trong thị trường tài chính này khi mà một tài sản còn có vốn hóa cao hơn cả Tesla và Visa hiện tại và tổng số vốn hóa của thị trường crypto đó các bạn thấy được đã vẫn hơn 1,4 nghìn tỷ chúng ta đang tiến tới là 1,5 nghìn tỷ thì trong vòng 24 giờ qua đó các bạn thấy được là có những đồng tăng những đồng giảm nhưng mà nói chung đó khi các bạn nhìn vào một tuần qua thì hầu hết các đồng đều tăng các bạn đây là một tuần qua hầu hết là màu xanh ở trên thị trường chỉ có là trong vòng 24 giờ qua thì có xanh có đỏ các bạn nói chung thì cuối tuần này đó giá cả đối với thường này cũng không có thay đổi quá nhiều đối với những đồng lớn nhưng mà chúng ta vẫn thấy có nhiều sự sôi động các bạn đặc biệt là đến từ Wall Street thì chúng ta đã thấy là công ty Galaxy Digital của Mike Novarax cũng đã báo cáo quý ba và tỷ phú Mike Novarax cũng đã chia sẻ một số những quan điểm cảm thấy thú vị liên quan đến crypto. Thứ nhất, ông nói là năm 2024 này sẽ được đánh dấu bởi sự chấp nhận của các tổ chức đối với crypto. Điều này sẽ được thúc đẩy bởi sự chấp thuận sắp tới của Bitcoin Spot ETF. Tỷ phú Mike Novarax cực kỳ có đồng tin là Bitcoin Spot ETF sẽ được thông qua. Đây là vấn đề của thời gian, không phải là có thể hay không và nó sẽ mở cửa cho nguồn vốn chảy vào. Thôi sẽ không đọc lại trong video này thì viên ta cũng đang nói khá nhiều về tại sao chúng ta nói tới Bitcoin Spot ETF thì chúng ta sẽ có thể thấy được là nguồn tiền sau này sẽ từ từ đổ vào nguồn tiền mà chúng ta không có hiện tại. Thôi đã chia sẻ nhiều lần với các bạn trong những video trước đây rồi, cho nên chúng ta sẽ không nói lại trong video này. Nhưng mà đương nhiên không có gì gọi là lập tức từ các bạn, nhưng mà đó là một cánh cửa khi cần thiết đó cánh cửa có thể mở ra và tiền sẽ chảy vào trong thị trường này. Thứ nhì là về stablecoin thì Mike Novak nghĩ là Mỹ sẽ không bao giờ cấm stablecoin đâu. Nếu như mà chính phủ Mỹ muốn thấy đồng đô la tiếp tục thống trị thị trường crypto các bạn thấy là cho dù là SEC đó có bao nhiêu là hành động chống lại thị trường crypto này nhưng mà các bạn có nhìn đi ở trong thị trường crypto này đó các bạn nhìn cặp giao dịch các bạn nhìn đồng ổn định đó, thì đồng ổn định nào có vốn hóa cao nhất các bạn đó chính là Tether và USDC cả hai đều là dựa trên đồng đô la các bạn nghĩa là chưa gì hết thôi thì đồng đô la đã thống trị thị trường crypto này rồi và hầu như tất cả những mạng lớn đều có đồng stablecoin các bạn dựa trên đồng đô la thì không có lý do gì mà Mỹ tự nói là cấm stablecoin và chấp nhận bỏ đi cái vị thế của đồng đô la trong thị trường crypto. Đó là điều thứ hai thường cảm thấy rất là thú vị và chúng ta cũng đã từng nói tới một số thông tin tương tự rồi. Vấn đề không phải là có cấm đồng stablecoin hay là không mà vấn đề là ai được phép phát hành đồng stablecoin. Điều cuối cùng đó là liên quan tới Ethereum Spot ETF. Mặc dù là các bạn thấy là những công ty như BlackRock đó họ rất có lòng tin tại vì họ nói là không có lý do gì mà không cho phép Ether Spot ETF thông qua khi mà đã có Ether Futures ETF nhưng mà đối với lại Mike Nomorat thì cái này nó khác với lại Bitcoin một chút đối với Bitcoin đó thì ông à, có lòng tin là đối với nhiều người đó họ sẽ thu mua Bitcoin Smart ETF thay vì là thu mua Bitcoin thật sự tại vì họ không cần phải lưu trữ và nhiều quỹ đầu tư đó thì trong hợp đồng của họ họ không thể à, đi thu mua những cái vật thể như là vàng hay là Bitcoin trực tiếp được họ chỉ có thể là thu mua thông qua những cái quỹ ETF mà thôi nhưng mà ngược lại đối với Ethereum đó thì cái nhu cầu có nhiều hay không đó thì Mike nói là thật ra nếu như chúng ta nghĩ đến là Ether là hệ thống Proof Stake thì làm sao mà một người mà đang lưu trữ cổ phần có thể được hưởng lợi ích khi mà công ty giống như BlackRock đi họ đem đồng Ether đi stake thì ngoại trừ là việc họ phải chia sẻ phần thưởng staking đó với người giữ cổ phần nếu không đó thì cái lý do một người lưu trữ Ethereum Spot ETF sẽ thực sự không có cao bằng từ đưa chủ crypto đâu tại vì họ không được lợi ích liên quan đến staking. Thì đây là cái quan điểm đến từ tỷ phú Mike no mà cảm thấy rất là thú vị cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn nghĩ sao các bạn có thể comment ở bên dưới. Chúng ta đã nói khá nhiều về những cái công ty lớn họ có lòng tin là sẽ có một Bitcoin Spot ETF nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào phản ảnh của những nhà đầu tư trên thị trường thì đã sao các bạn thì có thể nói là những nhà đầu tư cũng có suy nghĩ tương tự trên màn hình các bạn đó đây chính là GBTC của Grayscale các bạn hiện bây giờ đó vẫn là một cái quỹ Grayscale Bitcoin Trust chưa phải là quỹ Bitcoin Spot ETF và các bạn đã thấy là có nhiều thời điểm đó cái quỹ này nó giao dịch dưới cái giá của Bitcoin gần như 50% luôn các bạn giống như là hồi tháng 12 của năm 2022 và cứ liên tục như vậy các bạn đến năm 2023 đầu năm nay đó thì cũng như vậy giao dịch dưới cái giá bịch kho là 46% thì tại sao các bạn? Tại vì tính thanh khoản khi mà các bạn mua cổ phần của GBDC bây giờ đó thì các bạn chỉ có thể bán lại cho người khác mà thôi. Các bạn không thể lấy cổ phần này để mà đổi ra bịch được. Và giao dịch cổ phần này đó thì phần lớn là những tổ chức thôi các bạn, giống như Ark Invest. chứ nhiều những cái ứng dụng không cho các bạn giao dịch GBDC trực tiếp cho nên cái tính thanh khoản và cái nguồn tiền nó cũng không có phải là lưu động nhiều ở trong quỹ này dẫn đến là khi mà tình hình trở xấu đó giống như là sau uh, năm 2021 đó thì các bạn thấy được là cái sự chênh lệch giữa giá của cổ phần này so với lại cái giá của Bitcoin nó rất là nhiều nhiều khi tới 50 phần nhưng mà sau đó các bạn đã thấy được là có cái sự hồi phục trở lại đặc biệt là sau khi mà có thông tin liên quan tới BlackRock đệ đơn Bitcoin Spot ETF vào hè năm nay thì đã nhanh chóng từ là âm 44 trở thành âm 10 phần điều này nói lên gì các bạn điều này nói lên được là mọi người đã rất lạc quan tại vì khi mà cái quỹ này chuyển thành Bitcoin spot ETF đó, thì cái cổ phần sẽ ngang hàng với lại Bitcoin trên thị trường sẽ dẫn đến là cái discount hiện bây giờ đó nghĩa là cái sự chênh lệch sẽ trở về số không nghĩa là các bạn sẽ có lời nếu như các bạn đang lưu trữ cổ phần của cái quỹ này thì cái phần lời đó nó từ từ bị thu hẹp lại các bạn tại vì lòng tin của mọi người ngày càng tăng lên bây giờ đã vẫn chưa trở lại 0% tại vì chúng ta đã thấy là vẫn còn chưa chắc chắn 100% là sẽ có Bitcoin spot ETF cho nên chúng ta mới thấy được là vẫn khác với lại giá Bitcoin trên thị trường là 10%. Nhưng mà khi mà có thông tin thì thậm chí cái này nó có thể trở về số 0 và trở nên con số dương luôn các bạn. Có nghĩa là cái giá cổ phần này còn cao hơn cả Bitcoin trên thị trường và điều đó cũng đã từng xảy ra rồi. Chúng ta nhìn thấy được là những năm như là năm 2020 đó, lúc đó các bạn thấy được là không có nhiều sản phẩm liên quan đến Uh, Bitcoin cho nên các bạn thấy là khi mà nhu cầu tăng cao từ phố Wall đã dẫn đến là cái quỹ này trade premium luôn nhưng mà một cách đơn giản các bạn có thể nhìn thấy được là từ khoảng chừng là âm 40% đi hay là âm 50% bây giờ còn âm 10% thì nghĩ đơn giản nhất là những nhà đầu tư đó thì họ đang có lòng tin là khoảng đâu đó 80% là sẽ được thông qua các bạn không phải chắc chắn 100% cho nên vẫn đang âm 10% hiện tại nhưng mà chúng ta đã thấy là đối với cái sự hào hứng liên quan tới bitcoin spot ETF rồi sau đó chúng ta lại thấy được là blackrock đi thêm một bước nữa để đầy đơn để có ethereum spot ETF trước hết các bạn phải biết là nếu như mà bitcoin spot ETF bị từ chối đó thì không có lý do chúng ta nghĩ là ether spot ETF sẽ được thông qua nhưng mà BlackRock đã đề đơn thì có nghĩa là họ rất có lòng tin là Bitcoin Spot ETF sẽ được thông qua nhưng mà bây giờ đã có đề xuất liên quan tới Ethereum thì rất nhiều người bây giờ nói là kế tiếp là ra sao các bạn các bạn thấy được nó mở cửa cho rất là nhiều những cái suy đoán hiện tại có phải là Solana sẽ là cái quỹ ETF kế tiếp có phải chúng ta sẽ có Chainlink chúng ta sẽ có nhiều đồng khác hay là không cho nên các bạn thấy được là có rất là nhiều cái speculator nghĩa là có rất là nhiều những cái nhà đầu tư bây giờ đó họ nhìn thấy được là wow khi mà mua rồi đó có thông thông tin liên quan tới Rayscale hay là công ty lớn nào đó forward để đơn để có ETF thì giá lại tăng lên rất là nhanh cho nên chúng ta đã thấy được là có một hiện tượng là Rayscale Solana Fund vâng, Rayscale đó có rất là nhiều quỹ các bạn chúng ta có quỹ Bitcoin, Ethereum cũng có quỹ Solana, có quỹ Chainlink thì các bạn đang thấy được là dựa theo thông tin thì cái nhu cầu để mua cổ phần của Rayscale Solana Trust Fund tăng rất là nhiều dẫn đến là kết thúc ngày thứ sáu ở mức là 202 đô la các bạn thì cái mức giá này có nghĩa gì thì nếu như mà tính cái phần trăm thì chúng ta thấy được là cái mức giá này so với cái giá thực sự của Solana trên thị trường đã tăng 784% các bạn có nghĩa là cái giá của cổ phần này cao hơn cái giá của Solana thực sự là 784% Tại vì sao các bạn? Tại vì đó chúng ta đã thấy là đối với cái giá của Solana vào thời điểm này đó là khoảng 59 đô. Thì thường check coi là ngay lúc thằng làm video là bao nhiêu các bạn? Solana bây giờ là khoảng 56.71 đô. Nhưng mà cái lúc mà bài viết này được chia sẻ là 59 đô thì ngay thời điểm đó nếu như chúng ta tính tổng cộng là mỗi một cổ phần là 0.38 Solana token thì chúng ta đã thấy được là cái nhu cầu sở hữu Raydscale Solana Trust tăng rất là cao. Hiện tại và chúng ta cũng thấy là hiện tượng này đã cũng đã xảy ra gần đây đối với một đồng chính là Chainlink các bạn. Rayscale Link Trust ở mức là 49 đô thì đã có một thời gian đó cổ phần của Grayscale Link Trust đã tăng 200% so với lại giá link trên thị trường. Đây là thông tin thường đã chia sẻ với các bạn cách đây khoảng chừng là 4 ngày. Thì điều này cho chúng ta thấy gì? Điều chúng ta thấy được là phố Wall bây giờ đang rất là FOMO các bạn. Không chỉ riêng là Ether mà bây giờ đã còn kéo theo nhiều những all khác nữa. Thì câu hỏi các bạn sẽ là tại sao họ không tự lưu trữ Solana và Chainlink? Thì như thường chia sẻ ở cái phần đầu video các bạn không phải quỹ đầu tư nào cũng có thể tự lưu trữ một vật thể khác ngoại trừ chứng khoán đâu các bạn đó là lý do tại sao mà họ lưu trữ cổ phần liên quan tới vàng etf mà không thể sở hữu vàng thực sự được và cũng tương tự họ không thể tự thu mua crypto trong quỹ của họ họ có thể thu mua crypto cho công ty của họ nhưng mà không thể thu mua trong quỹ này tại vì tiền trong quỹ này là tiền của những nhà đầu tư các bạn họ phải đi theo quy định